tại trường Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của mình là mạng máy tính và truyền thông. Khoa đã thực tập ở Delpho em được bao lâu rồi? Mình thực tập ở Delpho được hơn 2 tháng. Cái đề tài của mình là gì ạ? Dựng đề tài tại công ty thì được nhận là triển khai hệ thống tổng đài VoIP và cùng ứng dụng là Atlas Now. Vậy bạn đã học được gì qua đề tài này? Đề tài này thì rất là thực tế và cũng là rất là rộng. Thì qua những gọi là những cái tháng mà được tiếp xúc ở công ty thì học được rất là nhiều. Ví dụ như là mình đã được triển khai được những tổng đài thực tế như là các ship cao của công ty Delpho và có thể được gọi triển khai được cuộc gọi ra ngoài. Ứng dụng thực tế thì giúp chúng ta có thể tạo ra được một tổng đài cuộc gọi vào quản lý được những cái tài khoản chúng ta tạo ra được. Vậy bạn có cảm nhận gì về trung tâm Delpho bên? Cảm nhận thì của mình thì sau 2 tháng được tập ở đây thì rất là tốt, đặc biệt là các anh chị hướng dẫn về đề tài, đặc biệt là chị Hạnh đấy giúp mở mình rất là nhiều trong dự án cũng như là các đề tài mình được nhận. Thì mình xin cảm ơn tất cả các anh chị trong công ty. Có thể cho mình biết giới thiệu về cái bản thân của mình không? Mình tên là Đặng Hoàng Thiện và mình tới từ trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và mình thuộc khoa Công nghệ thông tin và chuyên ngành của mình là mạng máy tính và truyền thông. Bạn đã thực hành thực tập ở công ty mình được bao lâu rồi? Mình đã thực tập tại công ty Devogen là được khoảng hơn 2 tháng. Cái đề tài mà mình thực tập nó là gì? Đề tài mà mình được công ty giao cho là về tìm hiểu và xây dựng hệ thống giám sát BRTG. Rồi trong quá trình thực tập là mình có gặp khó khăn gì không ạ? Trong quá trình thực tập thì cũng có khó khăn nhưng mà được các anh chị trong công ty và đặc biệt là chị Hạnh đã giúp đỡ rất nhiều. Vậy là trong cái đề tài của mình là mình có ứng dụng được vào thực tế được những gì chưa hay là còn đang làm gì nữa? Dạ, trước mắt thì ứng dụng trên chỉ mô phỏng trên máy tính thôi, chưa ứng dụng vào thực tế nữa. Chưa. Về sau quá trình thời gian mà mình thực tập ở công ty thì bạn có cảm nhận gì về công ty của mình không? Trong khoảng thời gian thực tập tại công ty thì từ đầu vào thì đã được các anh chị và giúp đỡ rất nhiều. Mình tên là Lê Hoàng, mình đang học trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình học chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành của mình là mạng máy tính. Vậy thì bạn đã thực tập ở Devogen bao nhiêu lâu rồi? Mình thực tập ở công ty Devogen hơn 2 tháng. Vậy thì không biết là cái đề tài của mình là gì ạ? Đề tài mình nghiên cứu ở công ty là đặc biệt động cơ. Vậy thì động cơ là ứng dụng gì nhỉ? Động cơ là về công nghệ áo phó. Vậy thì không biết là qua đề tài này thì bạn đã học được về chuyên ngành mình là mạng máy tính thì Docker là một kiến thức hoàn toàn mới, mình học được rất là nhiều. Bây giờ thì công ty đa số yêu cầu là biết về Docker của mình ổn hóa nên thấy rất là có ích. Không biết là bạn có khó khăn gì khi thực tập ở đây thì trong lúc mình làm thì mình có gặp số khó khăn như là lỗi cài đặt, số lỗi khác thì bên công ty thì có chị Hạnh giúp đỡ rất nhiều nên khá là suôn sẻ. Thì không biết là sau quá trình thời gian mình học thì bạn có cảm nhận gì về công ty của mình không ạ? Công ty mình thì có môi trường rất là thân thiện, năng động, anh chị rất là vui vẻ và nhiệt tình, giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình thực tập. Mình cảm ơn các anh chị trong công ty đã cho mình điều kiện để thực tập.